Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người quay trở lại với channel Hiếu Linh Vlog cuộc sống Nhật Bản. Thì ngày hôm nay mình sẽ đưa mọi người đi review về cửa hàng đồ cũ của Nhật Bản để xem cửa hàng đồ cũ bên Nhật họ bán những đồ gì và giá trị thật khi mọi người mua đồ cũ từ Nhật Bản gửi về Việt Nam sẽ như thế nào. Mọi người cùng theo chân mình nhé. Cửa hàng đồ cũ này có tên là Book Off và nằm ở tầng 2 của siêu thị này. Đây, có thang máy đi lên. Ở Nhật này thì những cửa hàng đồ cũ thì người Nhật người ta cũng đến mua sắm rất là nhiều, tại vì đồ cũ có những đồ là như là mọi người chuyển nhà ở tỉnh này đến tỉnh kia, xa họ không ăn đi được thì họ sẽ bán, và khi về tỉnh mới hoặc nhà mới người ta sẽ mua lại đồ cũ dùng hoặc là cũng mua lại đồ mới, chứ không phải là đồ cũ của Nhật là cái đồ mà người ta không dùng nữa người ta bán, là những đồ không dùng nữa thì sẽ không bán được. Rất có nhiều công ty, có nhiều công ty vận tải vận chuyển thì họ mua đồ cũ này và họ về Việt Nam để bán lại để kiếm lại. Đồ Nhật đồ cũ rất là tốt. Đây nha các bạn, đầu tiên mình sẽ review về đồng hồ. Ở đây có bán rất là nhiều loại đồng hồ. Giá trị từ thấp đến là cao. Rất là nhiều. Có những chiếc đồng hồ thì rất là tốt và rất là đắt. Như chiếc này có giá là 22.800 sen, thì nó rơi vào khoảng độ 40 triệu. Đấy, rất là nhiều và đủ loại đấy. Đồng hồ của Nhật thì chất lượng thì không phải bàn nữa, nhưng mà kèm theo đấy là giá trị nó cũng rất là cao. Khi mua mới đã đắt rồi và khi họ bán lại cũ thì giá trị vẫn được giữ được giá. Đấy. Những chiếc này là 3 man thì nó vào khoảng 6 triệu từ Việt Nam. Có đầy đủ loại luôn ạ. Anh chị em hay là mọi người hay là cô gì chú bác nào mà muốn mua thì có thể là chụp ảnh màn hình lại chiếc đấy và liên hệ lại để em có thể mua hộ. Rất là nhiều loại đồng hồ của nữ của nam. Đó, mọi người thấy không? Rất là nhiều luôn ạ. Đây. Có đủ tất cả các hãng Casio này, Senco này. Bộ mã cũng rất là đẹp. Một phong cách khác. Giá từ vài trăm nghìn đến vài triệu hoặc là mấy chục triệu cũng đều có. Rất là nhiều. Đây mới là một cái kệ đấy. Còn bên này cũng có một kệ nữa. Đây để mình quay cho bên này. Bên này thì là rộng như đồng hồ của nữ. Từ vài trăm nghìn đến vài triệu hoặc là đắt hơn vài chục triệu. Rất là nhiều. Những chiếc này có giá đang là 1.5 man hoặc khoảng 3 triệu, hơn 3 triệu một chút. Tiếp theo mình sẽ quay về túi sách và ví. Đây là ví của Coach, thương hiệu đến từ Đức. Đây là những cái ví mà gọi là hàng hiệu, chất lượng là thật sự tốt đấy. Coach thì họ bán cũng giá là tương đối chát. 6 sen là 1 triệu, 2 triệu 3, cái này 9 sen là cũng gần 2 triệu rồi. Đấy. Đồ cũ nhưng mà giá vẫn là rất là đắt, tại vì là có đồ này là đồ tốt đấy. Chứ không phải là đồ rẻ tiền đâu. Đấy. Đồ rất là tốt. Đấy, mọi người thấy không? Những cái ví mà 9 sen với lại cái túi này có giá 2 man này.
đôi giày như thế. Ai muốn mua gì thì có thể chụp ảnh màn hình lại và liên hệ với mình thì mình có thể mua giúp và sẽ gửi về giúp, không tính công đâu ạ. Mọi người thích dùng hàng, mình không có tiền dùng đồ mới thì mình dùng đồ cũ thì có thể mua để dùng với những cái thứ đồ như kiểu đã sử dụng rồi. Còn đây là chỗ túi sách. Đấy, túi sách này. Ví túi sách của phụ nữ. Rất là nhiều loại. Đây là bên này của Gucci. Đây, cái túi này là 5.2, là hơn 10 triệu, túi cũ đấy. Mọi người thấy không? Giá trị của sản phẩm nó nằm ở chất lượng chứ không nằm ở là theo thời gian rồi. Đấy. Còn đây là cái này là vàng trắng. Vàng trắng hay là cái gì đó mình cũng không biết, tại vì thế để trong kệ này bán rất là nhiều. Kính mắt này. 2 man, 1 man. Còn đây là mấy cái nhẫn inox giống như hàng phake cho các bạn thanh niên gọi là mua đeo cho nó vui được. Rất là nhiều ở đây. Đây bán những nhẫn vàng các thứ. Vàng này thì mình không biết là vàng gì nhưng mà thấy cũng giá cũng vừa thôi ạ, không đắt lắm đó. Bên này là những mẫu dây chuyền nhỏ nhỏ xinh xinh, thì có khả năng đây sẽ là vàng thật này các bạn. 3 man này. Rất là đắt. Đây là kim cương vẫn kim cương, 48 triệu. Cái này là 12 man, là 2 man 8 xen, là 25 triệu. Bạn nào có nhu cầu mua thì cứ liên hệ với mình, mình sẽ mua giúp và gửi về Việt Nam, không tính tiền công. Còn đây là thương hiệu Louis Vuitton, túi sách, giỏ sách, cũng là toàn là hàng đắt tiền thôi mọi người. Đây, 5.2 này là 10 triệu này, cái này là 7.5 này, 15 triệu, 8.5. 5 man, rất là đắt. Thương hiệu tốt, đồ dùng xịn thì khi họ mua mới thì cũng là đắt và họ bán lại cũng là giá trị rất là đắt. Đấy, cái túi trống này. Túi trống này có giá là 6 man là khoảng 12 triệu. Bên này cũng có của Louis Vuitton, nhưng đây là bên dòng ví và giày. Đây, Louis Vuitton này. Mọi người ai muốn mua cái gì thì có thể liên hệ với mình mua hộ giúp, gửi về Việt Nam. Và cái này là không tính công, mình chỉ mua giúp mọi người thôi. Louis Vuitton ở đây rất là nhiều, toàn Louis Vuitton. Nhìn cái hàng thật này thì chỉ cần, có nghĩa là khi mình nhìn cầm tay mình sờ vào cái là mình biết là cái hàng thật, nó cầm nó xịn sò đến lúc nào luôn. Còn đây là bán mấy cái nhẫn chơi chơi. Đây là của Prada, cũng là ví với lại bóp đựng tiền thôi, đựng tiền đựng giấy tờ. Đây cũng có những cái như là vàng điêu, dây chuyền mật bộ luôn.
Tiếp theo là mình sẽ quay về cho các bạn xem về điện thoại, máy tính bảng, tai nghe. Đây là tai nghe chính hãng này, AirPods này. Điện thoại này, iPad Pro này, 12 man. Này man bây giờ là 24 triệu. Apple Watch này. Bàn phím này, tai nghe. Đây là những cái iPad Air này, iPad 2, iPad Air. Có những cặp máy nó sẽ giống nhau nhưng mà giá nó sẽ chênh lệch, còn tùy mức độ sử dụng, chẳng hạn như là còn bao nhiêu phần trăm, còn mới bao nhiêu thì giá nó sẽ đắt hơn. Còn đây là những cái loa, cái máy chụp ảnh mà chụp cái lấy ngay. Đây là những con chuột, chuột dây này, chuột Bluetooth. Phụ kiện của máy tính. Cái này là loa Bluetooth. Đây cũng là loa, đây là bàn phím. Đồ của công nghệ. Đây cũng là bàn phím với lại bàn phím này là lắp vào cho những cái bộ bộ PC đắt tiền đấy. Cái tay chơi game ngày xưa đây, một thời của mình chơi ngày xưa. Đây là chuột, đồng hồ thông minh. Đây là đồng hồ thông minh. Bên này là tai nghe và loa. Cái này là cái máy tính Asus, có rất là đầy đủ. Panasonic, tai nghe Bluetooth, máy nghe nhạc Sony. Tai nghe, loa chống, tai nghe này. Đấy. Loa Bluetooth rất là nhiều, đầy đủ. Không, họ mua được cái gì là họ sẽ bán cái đó. Đây là những cái máy ảnh và máy quay của Canon các bạn. Cái này là 6C là 1 triệu 2 này. Cái này Canon này là chưa có len là 1 sen 8. 1 sen 8 là khoảng 360.000. Tại bên trong là 2 sen rưỡi. Đây, có đầy đủ luôn. Đấy, cái này là những cái máy chụp ảnh. Những cái to như này là chụp ảnh lấy ngay, lấy được luôn, có ảnh luôn. Còn những máy như Lumix này, cái len riêng của Fuji này, Fuji 8. Đây là cái bộ này là Olympus thì 1.3 là 2,5 triệu, 2,6 triệu. Đấy, Sony này 9 sen này, rất là đẹp. Đây là cái máy nghe nhạc ngày xưa mà có cái đĩa nó rất to và dày khộp ạ. Cái này là iPad, à máy tính, quên. Đây là những cái RAM, cái ổ cứng, thẻ nhớ, SSD, tai nghe. Đó. Còn bên này thì là máy tính cây. Máy tính cây, ở đây có một cái laptop của Toshiba, 4.2 là vào hơn 8 triệu. Cái này là một con chuột. Đây là cái màn hình của Asus. Cái này là laptop của NEC. Cái này của Dell. Cái này cũng của NEC. Cái này là của Toshiba. Cái này là của HP. Cái này của Fujitsu. Có giá hết luôn, họ để giá đây. Tiếp đến là mình sẽ quay cho bên này còn một chút nữa. Đây cũng là mấy cái laptop Toshiba, Fuji, Lenovo. Họ bán rất là đầy đủ.
hôm nay mình tạm thời sẽ quay đồng hồ, túi sách hàng hiệu và đồ điện tử như là máy tính các thứ cho các bạn xem. Vì video này cũng tương đối dài rồi, mình xin phép mình chào tất cả mọi người. Hẹn mọi người ở video tiếp theo và mình sẽ upload phần 2 về những các mặt hàng đồ cũ còn lại. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người.